tên là Khuyên. Hôm nay mình đi du học đã được 7 năm rồi. Nói cái này không có phải là khoe khoang gì hết, nhưng mà mình nói điều này để các bạn có thể tin tưởng về mình hơn, về những cái điều mà mình đã trải qua trong thời gian mà mình đi du học. Thì rất nhiều bạn khi mà có ý định đi du học sẽ rất là lo lắng về những việc như là tiếng Anh của mình có giỏi hay không, hoặc là ở bên này người ta có kỳ thị hay không, và có cái những cái gì khó khăn khi du học hay là khi đi du học hay không. Thì ở đâu cũng vậy, kể cả khi bạn học ở Việt Nam hay là bạn học ở đây, nó đều có những cái khó khăn riêng. Ví dụ học ở Việt Nam thì toán rất là khó, rồi để mà đi thi tốt nghiệp, những cái cuộc thi rất là mệt mỏi và rất là áp lực cho các bạn. Và đi du học thì cũng sẽ có những cái áp lực riêng. Ví dụ như trước khi mình đến Mỹ thì mình có đi du học ở Úc 2 năm. Mình không có nói là Úc là một nơi không tốt để đi du học, mà ở đây mình nói là mình đã không có được những cái mình đã không có được những trải nghiệm tốt ở Úc. Thì mình đi học lần đầu tiên đến Úc thì người ta cho mình vào cái trường người ta gọi đó là IEC, là một cái trường mà khi mà những cái bạn nào mà mới đến Úc và phải đến trường đó để học tiếng Anh, thì khi bạn học xong cái trường đó, bạn sẽ được ra trường ngoài và đi học như bình thường như những bạn khác. Thì mình học ở trường đó thì mình rất vui khi được học trường đó. Mình gặp rất là nhiều bạn đến từ các nước khác nhau trên thế giới, mà các bạn đó đều giống như mình. Họ không phải chỉ, họ là những người đến từ nhiều nơi lắm. Hàn Quốc cũng có, Trung Quốc cũng có, Trung Đông cũng có, rồi có thậm chí có những bạn đến từ châu Âu cũng có nữa. Và tiếng Anh của họ hoàn toàn giống như mình, cũng bỡ ngỡ, cũng bập bẹ giống như mình vậy. Cho nên mình có hàng ngàn hàng triệu người như vậy giống như mình khi mà họ đến một cái đất nước mới. Có những bạn người Pháp, người Đức, nhưng tiếng Anh họ họ là người da trắng, nhưng tiếng Anh của họ cũng không phải là tốt, họ vẫn phải học lại từ đầu cũng giống như mình. Cho nên mình không có cái lý do gì để mà mình là phải cảm thấy hổ thẹn với tiếng Anh của mình cả. Và tất nhiên thì mình phải đạt được một cái mức độ nào đó để khi mà mình đi học nó sẽ dễ dàng hơn cho cái chuyện học của mình. Nhưng mà cũng không có điều gì đáng buồn cả, bởi vì nhà trường và trung tâm du học sẽ giúp cho bạn và tạo điều kiện cho bạn để bạn đạt được cái một mức độ đó, cái mức độ đó để mà bạn có thể học tốt trong cái môi trường học tập khi mà bạn thực sự ra ngoài học ở những các trường high school hoặc là các trường college. Thì khi mà mình ở Úc á, thì khi mà mình học xong cái trường đó rồi á, thì mình được vào trường high school thật sự để học. Và mình đã từng bị bắt nạt. Khoảng thời gian đó là một cái khoảng thời gian rất là kinh khủng, mà đôi khi mình chỉ muốn trở về Việt Nam thôi. Và cái chuyện này là hoàn toàn bình thường. Khi mà mình cảm thấy mệt mỏi với một cái chuyện gì đó, mình chỉ muốn bỏ chạy thôi, và điều đó hoàn toàn bình thường, không sao cả. Đối với nhiều bạn, họ sẽ chọn cách tiếp tục và đứng lên. Tại vì nhiều bạn sẽ suy nghĩ giống như mình đã từng suy nghĩ, mình đã đến bên Úc này rồi, mình đã học được ở đây một năm rồi, nếu bây giờ về Việt Nam mình sẽ chậm trễ chương trình, rồi cái khoảng thời gian mình ở Úc này á, là hoang phí, là uổng tiền uổng bạc của ba mẹ. Thế là mình cứ chịu đựng, và kèm theo đó là bởi vì như vậy cho nên kết quả học tập của mình thực sự không tốt.
Và đến bây giờ khi mà mình nghĩ lại á, mình vẫn sẽ quyết định chọn là tiếp tục đi du học. Nhưng mình nghĩ lại thì mình cảm thấy là tại sao mình không chuyển trường, hoặc là tại sao mình không chuyển đến một cái nơi du học khác, một đất nước khác, tại sao lại để những cái chuyện nó xảy ra như vậy. Và đây là một cái bài học cho mình. Đến cái năm mà khi mà mình tốt nghiệp lớp 12 á, thì bởi vì những cái điểm của những năm trước như vậy, cho dù lớp 11, 12 của mình cố gắng điểm cao bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng kéo cái điểm của mình xuống. Thì điều đó làm cho mình cảm thấy là tại sao mình có thể làm tốt hơn và mình đã không làm. Tất nhiên mà mình có một cái lý do để mà mình có trong thâm tâm thì mình vẫn có cái lý do là tại vì mình gặp những cái chuyện như vậy thì làm sao mình học tốt được. Nhưng mà một chút gì đó trong mình vẫn nói là tại sao mình có thể làm tốt hơn và mình đã không làm tốt hơn, tại sao mình không có những cái lựa chọn tốt hơn mà mình lại chọn chịu đựng như vậy. Thì không sao cả, kể cho là bạn có quyết định sai đi chăng nữa thì đến bây giờ mình đang là một sinh viên đại học năm 3, cũng chưa thể nào nói là thành công, nhưng mà giống như là một cái bức tranh ghép vậy, thì những cái mảnh nào đã có nhiều mảnh đã nằm đúng vào vị trí của nó, cái mảnh nào cần ở đâu thì nó đã ở đó. Thì đó, khi bạn đi du học thì sẽ có những cái chuyện đó nó sẽ xảy ra, nhưng mà nó không phải là chấm hết. Nó không phải là đi du học là xấu, chỉ là cái mà bạn trải nghiệm nó chưa được tốt và bạn chưa thử những cái trải nghiệm mới. Thì sau đó khi mà mình ở Úc như vậy rồi thì mình vô tình nói chuyện với một anh ấy ngày xưa cũng đã từng đi học ở Úc, sau anh chuyển đi Mỹ thì mình mới nói chuyện với anh, thì anh mới giới thiệu cho mình đến công ty Aeropass để mà được chuyển đi Mỹ. Và khi mà mình đi Mỹ thì cuộc sống của mình tốt hơn. Và mình nói thật, khi cái quyết định của mình chọn đi Mỹ cũng là một cách chạy trốn của mình. Và chạy trốn không sao hết, không sao cả. Và mình mặc dù là chạy trốn, nhưng mà đến bây giờ mình có thể nhìn thấy là đó là một quyết định sáng suốt. Nên là bây giờ, ngày trước á, mỗi lần mà ai hỏi là đi du học có vui không, mình luôn nói đi du học khổ lắm, không vui đâu. Nhưng đến bây giờ khi mà mọi người hỏi mình á, đi du học có là một quyết định đúng đắn hay không, thì tùy theo mỗi người thôi, cuộc sống của mỗi người khác nhau và hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, nhưng đối với mình nó là một điều đúng đắn. Và mình cảm thấy là may mắn khi bố mẹ mình đủ điều kiện để cho mình được đi du học, để cho đến ngày hôm nay. Nói một chút về khó khăn về ngôn ngữ, xin lỗi các bạn, mình hơi sáo chút xíu, mình không có được organize gọn gàng lắm. Nhưng mà đến ngày hôm nay á, mình rất tự tin, mình không sợ phải giao tiếp với các bạn nước ngoài hay là các bạn Mỹ. Và mình nghĩ đó là một cái thành công trong cái việc mình đã tiếp tục cố gắng và chọn tiếp tục trên cái con đường mà mình đã chọn. Mình có được khen có được khen là giọng của mình khá tốt và dễ nghe khi mà giao tiếp. Và điều đó mình nghĩ là cái kết quả mà mình đạt được khi mà đi du học ở một tuổi sớm. Không phải là tất cả, nhưng đa số các bạn mà đi du học sớm thì mình sẽ hòa nhập và mình sẽ học cái cách phát âm chuẩn hơn. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là các bạn ở Việt Nam đi du học sau cấp 3 vào đại học thì tiếng Anh của các bạn sẽ không giỏi bằng.
mình có một bạn học communication chỉ ở nước Mỹ này 2 năm thôi, nhưng giọng rất hay, hay như người Mỹ và hoàn toàn không có một cái giọng nào của người nước ngoài nói tiếng Anh cả. Nên các bạn sẽ đừng có cảm thấy là mình sẽ không có cơ hội nói tiếng Anh tốt. Hãy cố gắng tập luyện, cứ tập luyện và vươn lên thì mình sẽ tốt. Và kể cả khi bạn không có được cái khả năng phát âm tốt đi chăng nữa thì đó cũng không sao cả. Bạn hoàn toàn có quyền yêu cái bản sắc dân tộc của mình, bạn hoàn toàn có cái quyền yêu cái giọng của mình. Kể cả người Mỹ ở trên phía Bắc họ cũng có giọng Bắc, ở miền Nam họ cũng có giọng Mỹ của miền Nam. Người Irish nói tiếng Anh theo giọng của người Irish. Kể cả những người Pháp họ cũng không nói tiếng Anh hay, họ nói tiếng Anh theo một giọng Pháp rất đặc trưng, và điều đó làm nên họ. Nhưng không sao cả. Cái mình nói ở đây là các bạn vẫn nên cố gắng để mà nói rõ, để mà người ta dễ hiểu mình, chứ không phải là giọng tôi vậy rồi không sao đâu, không, vậy không được. Nhưng mà là cố gắng để nói rõ, để lưu loát những cái giọng của mình á, hãy yêu cái giọng của mình, không sao cả. Khi dù bạn nói tốt, nếu bạn muốn cố gắng để nói như người Mỹ, cố gắng, bởi vì đó là mục đích của bạn, cố gắng, không sao cả. Mà nếu bạn không có được cái khả năng đó cũng không sao cả, nhưng hãy cố gắng hết sức bản thân mình. Rồi, một điều nữa là khi mà đi du học á, mới đi á, thì vui lắm, nhưng mà ở dần dần rồi á, nó sẽ không, ở nước ở Mỹ hay ở Úc cũng vậy, nó cũng không đông đúc như khi bạn ở Việt Nam. Không phải là ùa một cái chạy xe ra là có cái gì, nó sẽ hơi buồn một chút, nhưng mà ở dần rồi sẽ quen, rồi bạn sẽ gặp được những người bạn, bạn Mỹ cũng có, bạn Việt Nam cũng có, bạn đến từ các nước khác nhau cũng có. Nhất là khi bạn vào đại học, bạn sẽ gặp được rất nhiều người ở rất nhiều nước khác nhau. Kỳ thị vẫn có, sẽ có những bạn Mỹ trắng sẽ rất là không có quan tâm gì đến châu Á mình hay là những cái nước khác, nhưng mà vẫn có những bạn Mỹ trắng họ cảm thấy rất thích thú để học hỏi thêm về cái nền văn hóa và về nền văn hóa và con người của những nước khác. Cho nên kể cả khi hiện tại bạn đang nằm trong một môi trường mà những cái điều không tốt xảy ra đi chăng nữa, nhưng mà hãy tin là ở ngoài kia có những cái người sẽ hợp với cá tính của bạn, sẽ get along với bạn. Tất cả những gì xảy ra, đôi khi bạn đi du học, những cái ấn tượng đầu tiên nó không phải là những ấn tượng tốt, nhưng mà điều đó không có sao hết. Ở ngoài kia bạn có thể đổi trường, bỏ chạy, đứng lên chống lại nó làm gì cũng được, nhưng mà đừng chịu thua. Nhưng kể cả khi bạn bỏ chạy và quyết định đi một cái hướng khác thì quyết định của mình hãy chắc chắn là cái quyết định đó là tốt cho bản thân. Đừng vì một cái phút buồn đó, một cái phút khó khăn đó mà mình bỏ lỡ cơ hội của mình.